Vâng, kính chào quý thính giả YouTube. Hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2022, và hôm nay thì Ngân lại chia sẻ về câu chuyện Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, theo như cộng đồng mạng cũng như ở trên YouTube ngày hôm nay thì cũng rầm rộ đưa tin Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và bị cơ quan công an đến làm việc trong buổi sáng ngày hôm nay, 7 tháng 3. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, tất cả YouTube chủ kênh ở Việt Nam thì cũng đưa đồng loạt nói là tất cả cũng chưa biết điều gì xảy ra và cũng chưa có kết luận, cũng không biết là điều gì xảy ra ở trong đó. Thế nhưng chỉ biết là công an này đến Tịnh Thất Bồng Lai, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ làm việc rất là đông. Như quý vị yêu mến kênh của Ngân Đen thì các bạn đã xem từ tiết đến giờ Ngân cũng làm một số video về Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Và cái lý do mà họ từ Tết đến giờ thì họ càng làm cho ở Thiền Am sai thêm, quý vị và các bạn ạ. Và khi mà cái lần khởi tố đầu tiên của Thiền Am ấy, là bị vụ án của ông Lê Tùng Vân khởi tố và bắt tạm giam 3 người, và ông Lê Tùng Vân là người thứ tư, thì ông Lê Tùng Vân là được tại ngoại nhưng mà không được đi khỏi nơi cư trú. Và tất cả các thông tin đại chúng nói rất là nhiều và về cái hình ảnh yêu cầu các kênh YouTube cũng như các thông tin đại chúng chúng ta không được đăng tải chia sẻ thông tin cá nhân của các cháu bé ở trong Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ để ảnh hưởng đến cuộc sống của các cháu về sau này. Thế nhưng từ Tết đến giờ thì Nhị Nguyên đăng rất là nhiều video về các cháu bé. Và tâm huyết nhất là cái câu nói của Nhị Nguyên là cái ngày mùng 1 Tết làm lễ mừng tuổi thầy ông nội, Nhị Nguyên nói rằng là năm nay có gì đâu, một vị thính giả gửi quà cho các chú tiểu thì các chú tiểu dành lại cái phần quà đó để mừng tuổi thầy ông nội. Đây là một cái câu nói cũng rất là phản cảm và Nhị Nguyên không nói ra, nên nói ra cái câu đó quý vị các bạn đó. Và sau này thì Nhị Nguyên ra hàng loạt những cái video, ví dụ như đi sửa nhà, đi rửa nhà, dọn phòng cho các cháu ngủ thôi, có cái tường nó bị mục nát, nó muốn đổ cũng đưa lên, và các cháu ăn mì tôm cũng đưa lên, những các cháu thương thầy, ba thầy ở trong 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 trại giam cũng đưa lên, khóc cũng đưa lên. Đây là nó ảnh hưởng đến cái pháp luật. Và không biết là Nhị Nguyên có nghe là cơ quan chức năng ngăn cấm cái việc đấy không? Ủy ban trẻ em không cho phép đăng tải cái hình ảnh của các cháu lên không? Mà đây là toàn bộ là những người ở trong Thiền Am đưa đưa các cháu lên, chứ còn ở ngoài thì chắc là không có kênh nào đưa đâu, quý vị các bạn. Đây càng sai thì họ lại càng cho họ lại sai thêm. Và cái câu nói thì Ngân muốn nói đi nói lại mấy lần. Như hôm Tết bà Lê Thu Vân bà đọc thơ ngâm thơ cúng thầy ông nội xong rồi bà nói luôn một câu là chúng ta đi mãi trên con đường vũ trụ bao la đó. Đây là một cái câu nói mà ông Lê Tùng Vân ông ấy truyền đạo cho những người ở trong đó, nhưng mà họ không bỏ được, tuy cho biết rằng là người của họ đang bị tạm giam để điều tra, nhưng mà họ không bỏ được cái ý tưởng là đi trên con đường vũ trụ bao la. Quý vị các bạn, đây là càng cái sai thêm của họ đó. Và cho đến bây giờ thì họ lại bị khởi tố tiếp, và
chúng ta phải phân tích đến bà Cao Thị Cúc. Bà Cao Thị Cúc tự bà mua nhà, bà làm nhà, bà người ta mang tiền đến từ thiện làm nhà mở rộng không gian ra để thờ Phật giảng đạo ở trong đó. Vâng, thì chắc chắn là chủ nhà thì không biết tội gì, nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ phải có tội gọi là kiểu như là đồng lõa rồi quý vị các bạn. Đấy, đấy, bao che cho tội phạm. Đây là một cái hình thức ở đây cũng rất là nguy hiểm. Đây nhá, Ngân thì là một người ở miền Bắc, cho nên là không có ở Phan, ở trong đấy người ta có Phan Năm Chú Tiểu, người ta có cái Phan Chính Nghĩa. Thế nhưng mà Ngân này không ở Phan Chính Nghĩa, mà không ở Phan Năm Chú Tiểu, mà không ở Phan Năm Thiền Am, quý vị các bạn. Đây là Ngân là một vị thính giả, Ngân thấy đúng thì nói đúng, sai là nói sai đó, chứ mình cũng không đưa cái đúng vào cái sai, mà không đưa cái sai vào cái đúng. Và nhất là cái thời gian từ Tết đến giờ có một số kênh nói về cái Phan của Thiền Am đó, nói về Thiền Am đúng rồi, có làm sao đâu mà bị công an bắt, với công an bắt đến ngày mai được một tháng rồi là công an tự phải thả người rồi nọ thế kia. Xong bắt đầu họ lại tung tin ra rằng là những người ở Thiền Am là được nước ngoài đón đi, với lại đi tị nạn rồi các thứ. Đây là một cái sai lầm lớn đối với người làm YouTube mà họ tuyên truyền. Quý vị các bạn ạ, một người dân bình thường đang thì có tội thì làm gì có cái chuyện mà tị nạn đi đâu. Đấy, mà trong khi đấy là họ đang bị điều tra, họ chỉ có tị nạn vào cái trại tạm giam thôi quý vị các bạn ạ, chứ không có tị nạn ra cái ông nước nào mà đoán đi được. Đây là một cái sai lầm của những người làm YouTube. Và chúng ta phải biết rằng là người Việt Nam của chúng ta thì chúng ta phải thượng tôn pháp luật đó. Chẳng qua ông có tội thì ông thuê luật sư về thì luật sư cũng chỉ có cãi những cái đúng thôi, chứ người ta không thể nào cãi đúng là đang thì sai mà thành đúng được. Cho nên các thuê đến 6 luật sư, 8 luật sư, 10 luật sư cũng vậy, vì luật sư người ta cũng là thượng tôn pháp luật đó. Luật sư của họ là phải cãi nhau với luật sư của tòa án, phải cãi nhau với viện kiểm sát, chứ có phải là luật sư người ta có quyền ta quyết định được đâu. Chẳng qua là những cái điều khoản nào, cái tội danh nào mà nó chưa rõ ràng thì họ có thể cãi nó nhẹ tội đi để nó thành đang ở khung này thành khung kia, đợi ở như thế thôi, chứ còn không phải là thuê nhiều luật sư vào mà để cãi cho họ trắng thành đen đâu quý vị các bạn ạ. Cho nên đây là một cái sự hoang tưởng của một số YouTuber cũng nói rất là nhiều về cái chuyện đó, không có gì bằng pháp luật được. Đó. Cho nên là chắc chắn là cái vụ án này thì nó còn rất là phức tạp, nhưng cái vụ án này nó là phức tạp đấy quý vị các bạn ạ, chứ không phải là đơn giản đâu. Như cộng đồng mạng của chúng ta, chẳng qua là các bạn cứ ở bảo Phan Chính Nghĩa là nói Phan Năm Chú Tiểu rồi nói Phan Thiền Am thôi, nhưng mà đây là chỉ có cái lời qua tiếng lại đại của các bạn làm mạng thôi đó, chứ còn tội danh của Thiền Am nó vẫn là tội danh, chứ không thể nào mà bớt đi được. Đấy, cho nên là chúng ta làm mạng chúng ta cố gắng nói sao nó đúng, nó đủ, nó đừng có thừa, thiếu đi một chút cũng được nhưng đừng có thừa. Chúng ta nên đừng có nên nói dối lương tâm của chúng ta, và chúng ta đừng có lừa khán giả. Đấy, chúng ta mà lừa khán giả thì đến lúc khán giả mà quay lưng về cho chúng ta thì chúng ta cũng không có cửa gì sống, đúng không quý vị các bạn? Đây, Ngân Đen thì mới làm YouTube, kênh của Ngân không có người xem, đã chưa có người xem đâu. Thế nhưng mà mình cũng đừng có nên lợi dụng những cái câu chuyện lùm xùm để mình cố tình làm sai sự thật, nói sai sự thật để mình câu view, câu like, rồi đến một ngày nào đó thì mình cũng mất hết cả. Thì thà rằng là cứ như Ngân, kênh của Ngân không có gì. Quý vị các bạn ạ, mình cứ làm thôi, mình cứ làm đến đâu hay đó, cứ làm thôi, đừng có nghĩ về tiền, và đừng có nói sai sự thật, đừng có lừa dối chính bản thân mình, đừng lừa dối khán giả. Được sự đồng hành của các anh em YouTuber ở miền Nam thì Ngân cũng cập nhật từ kênh của các bạn và các thông tin đại chúng của Việt Nam nữa, thì Ngân sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn cộng đồng mạng chúng ta để chúng ta hiểu rõ về Thiền Am bên đối vũ trụ.
Vâng, Ngân Đen xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.